Vào tối ngày 16 tháng 9, dàn cast 2 ngày 1 đêm sẽ có một cuộc tỉ thí trên sóng livestream với chủ đề Ai là chiến thần livestream. Buổi phát sóng dự kiến sẽ được diễn ra vào khoảng thời gian từ 18:30 đến 20:30. Hiện tại 2 ngày 1 đêm đang trong quá trình quay hình mùa 2. Được biết, hoạt động livestream này của dàn cast cũng là một phần nằm trong nội dung ghi hình chính của chương trình và khán giả sẽ là những nhân vật quan trọng góp sức vào trận chiến này. Bài đăng thông báo tổ chức livestream của 2 ngày 1 đêm đã thu về lượt tương tác lớn của khán giả. Các fan của chương trình thể hiện sự hào hứng khi sắp gặp lại dàn cast quen thuộc sau thời gian dài. Ngoài ra, hoạt động ghi hình độc đáo này cũng gây tò mò thích thú cho người xem. Được biết, chặng đầu tiên của 2 ngày 1 đêm mùa 2 đã được ghi hình vào ngày 9 tháng 8 vừa qua. Chương trình sẽ được lên sóng vào khoảng đầu tháng 10, nối sóng với La Cà Hát Ca. Thành công của 2 ngày 1 đêm mùa 1 và mùa lễ hội đã vượt qua ngoài tưởng tượng của tất cả, từ khán giả, dàn cá cho đến những người thực hiện chương trình. 2 ngày 1 đêm đã thực sự trở thành chương trình quốc dân, là món ăn tinh thần quen thuộc vào tối cuối tuần. Không chỉ mang đến những giây phút giải trí cho khán giả, chương trình còn hướng đến mục tiêu quảng bá văn hóa, du lịch và con người Việt Nam. Mỗi hành trình của 2 ngày 1 đêm ở mỗi tỉnh thành khác nhau đã được khán giả cùng khám phá khắp đất nước hình chữ S tại hàng loạt các địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trải dài ba miền đất nước.